Điệt mẹ chơi bạn chơi con lồn điệt mẹ pháp sư bắn nó chiến. Ê mày chơi cái con điệt mẹ cầm cầm mình khiên đi nhím. Con đấy đẩy con. Đéo, bố mày thích kiểu nam chính cơ, em nam chính. Con đấy nam chính à, không, con đấy điệt mẹ. Chính cái mính lồn. Con đấy mẹ đừng có lừa tao, đéo có thằng nào cầm khiên mà điệt mẹ mày gây được nam chính cả. Điệt mẹ tao chơi Wizard. Wizard cái đồ bùi, bố mẹ chơi rồi. Thôi cho tao chơi thử Wizard đi. Tao chỉ đứng trên mái nhà thôi. Vãi cả lồn, tao chịu mày đấy. Cái đạn flare gun đéo bao giờ hết đúng không? Dưới chân tao, dưới chân tao. Ơ, đéo có đạn, đi con mẹ. Thay đạn vào. Nó trong này, Karu ơi. Đây đây, bạn đi đây. Chết đây Karu. Mỗi hàng một phát rồi bạn ơi, đi mà nó dí tôi nè. Chạy đi. Không sao. Tôi bắn nhiều thôi. Karu chạy bắn đây. Hai bạn ơi. Nó chết rồi bạn ơi. Đâu rồi. Phù thủy một hit rồi. Đây để tôi. Phù thủy à, địt mẹ mày phù thủy à. Chồng bùi ra đây tao bắn. Mẹ mày con của mày khỏe đấy. Tại vì tao là phù thủy mà. Phù thủy giấy màu xanh lá biển. Em vừa nghe tiếng chân. Có thằng kia ở 235 sau bức tường. Từ từ tao địt mẹ mày thay đạn đã. Ê! Ôi da, chết tôi rồi. Địt mẹ hai thằng to xác này nó dí tôi. Đéo ổn rồi, kiếm mày chạy đi. Đéo ổn rồi. Chạy đi. Một thằng 58 này. Nó mồi rồi. Ôi địt mẹ đau. Một thằng 64 máu này. Tao hết đạn rồi nhím ơi. Không ổn. Không ổn ở đại dương ơi. Cái này là tăng cái gì? Từ địt mẹ từ từ đã. Học bài đã. Được rồi, mấy con tay dài đầu game khổ á. Địt còn mẹ mày, con một hơn nhím ơi. 58 máu một thằng. Ê, có flash kìa nhím. Flash để làm gì? Địt chị mày. Tao hết đạn rồi nhím ơi. Ôi đéo ổn rồi nhím ơi. Cứu tao. Ôi, 58 máu rồi. Cố lên JK. Để flash cho JK chạy. Nhanh lên tao địt mẹ nó bị dí này. Ừ. Làm sao cứu Karu được? Chết mẹ không đó. Địt mẹ cái đạn này thay đạn lâu đấy chứ được. Chết đấy nhím. Ủa nó yếu rồi. Hai. Nó một. Trái có thằng phù thủy bắn không ạ? Đông lắm hai team ấy. Ôi đông team khác, team khác bạn ơi. Team khác. Chạy đi. Đi mẹ mày thấp thế rồi. Mẹ thằng bồ mình thì nó đi lúc ạ, à, phải cả lô. Này chơi không đồng đội rồi. Mày đi chạy đâu con chó ơi. Con trai của ta. Ta là mẹ mày đây. Chạy đâu con trai tao. Sao chụp máu rồi. Này có hồi máu à. Ôi đi mẹ có nhờ? Skill hồi máu sao ấy. Đéo đi kìa. Nó cao lên. Con này tăng chắc cũng gần 200 máu. Đừng. Cứ chạy gần với nó đi. Mày chạy trái đi, tao chạy địch phải. Hiểu không? Hiểu. Nó hết, nó đến được cùng rồi. Đi mày chết rồi con. Mày này, địch chị mày chạy đi đâu? Cho tao một vàng, cho tao một vàng. Bắn thế là phải chuẩn hiểu không? Ui, ở kia có thính kìa. Thính đâu? Thính ở trước mặt tao. Mà chắc nó lấy rồi, chắc nó lấy rồi đấy. Xa vậy luôn. Đây anh em mình phải đi mẹ kiếm góc. Thính lúc tôi kia, mấy cái mà đi mẹ. Lúc tôi là nó có đỏ trắng, đỏ hết luôn kìa. Trời ơi, mẹ đết. Lát tôi sẽ chơi con ôi, trong, trong, kia. Trong kia có ấy kìa, trong kia có xe máy kìa. Đâu? Mày có mẹ đết chưa đi gây? Tao có hai gái rồi. Mày có mấy gái? Tao đều có cái nào. Mày lút đi. Lát chơi hai câu kia cho nó có. Ui dồi ôi, địt con mẹ mày quả bo kìa. Đi luôn. Nhanh. Vô hai nhà. Có xe máy kìa. Lấy xe máy luôn. Xe máy đâu? Đây này. Tụi nó cam sao? Không, tụi nó vô hai nhà rồi nha. Tụi nó vô hai nhà rồi. Vào hai nhà rồi kìa. Anh em vào tròi không? Anh em vào tròi chấm 3. Được. Ta sự có người thôi. Có người thì mình chạy qua mấy cái nhà xung quanh ấy. Nhanh. Không có bao nhiêu đâu. Nhanh. Lên xe đây. Đứa một nhà được. Sao? Bye bye. Quẩy luôn bắn anh em mình. Mẹ đây là thì mẹ có mỗi anh em mình đi một xe là hợp lý rồi.
cho có người không? Chả biết. Chả thấy gì thấy là. Ui, đoàn bắn đau quá luôn. Bò nhau rồi. Ôi bọn em ở giữa đường kìa bạn ơi. Đây đây đây, tao đang bắn này. Tao bắn đủ xe chưa? Bắn cái lồ. Mày mày. Tao lại cho mày bắn nó nhá. Ừ. Đâm đâm nó được mày. Đấy, bắn nó đi, bắn nó đi. Đây đây, đang thay đạn. Bắn nó đi, bắn nó đi. Chết đó. Đi mà. Bạn từ thôi. Nó, ôi nó bị cháy rồi, nó bị cháy rồi. Ê ơi. Né luôn 40 cái, 45 máu thôi. 45 máu, 45 máu. Tao bị dính công, tao bị dính công. Bắn nó đi, bắn nó đi. Đi mày bắn đi hổ lồn gì đấy. Ô chết rồi, chết rồi, chạy chạy chạy. Chết rồi, chạy. Ủa trong kho đều người. Trong kho lia rồi, trong kho lia có bên kia rồi. Rồi rồi. Mày có máu, hồi máu ấy đi mẹ nó chém độc tao đau quá. Chém phát nửa máu luôn ạ. Sau cây ấy, bắn sau cây kìa. Ê bọn nó có bắn nhau, bọn nó có bắn nhau gì đây? Nó cao gì nữa. Bắn, bắn sau lưng nó, bắn sau lưng nó. Rồi ra cản được á. Bọn nó lại hết ở giữa rồi nha. Chờ nạp đạn đi cây ơi, chờ nạp nhiều đạn đi. Ôi đi bắn thêm đã trúng kìa. Quả đấy nhưng mà đương nhiên phải trúng hai chứ ta. Vô lý nha. Từ lên lên cái tròi. Sau lưng được nó này. Nó sau lưng một thằng rồi này. Địt mẹ. Ui, bắn hết ra chúng kia. Chơi nó nhím ơi. Ôi, được giết hết rồi. Em flash nó cho nó loạn loạn đi. Nó một. Hai hai. Ê, có thằng đuổi tao nhím ơi. Có một thằng cuối, thằng cuối. Thằng cuối bên tao này, thằng cuối bên tao, thằng cuối bên tao này. Không, từ từ, nhớ, con thằng đây. Hai. Nó, con cuối, con cuối, con cuối, cuối, cuối. Mồ hôi, bình tĩnh. Nó bị dính lửa rồi, thoải mái đi. Chết rồi, chắc. Quay. Yếu lắm rồi đấy. Chết rồi. Có một đâu ấy. Một đâu? Trong nhà. À, sau lưng này, sau lưng, hướng 160 này. Ngay trước mặt tao này. Thì cắn đi, thằng nào có bắn đét thì cắn. Không có. Trước mặt tao này, ngay trước mặt tao này. Thông bay à. Sau gương này. Ờ, nó nằm kìa. Hai bắn đây. Địt mẹ mày easy cắt cà. Easy vãi lồn ạ. À. Đầu top 1 luôn ạ. À. 7 kill. Nó đẩy ra MVP bad. Vãi lồn liếm nó 7 kill ấy. Xong lồn đúng không? Mày xong lồn. Mày hỏi Karu đem một bắn vãi lồn của cuối ra. Bắn nhiều đéo chịu được. Lâu. Rồi. Alo. Đọc tên bạn ơi. Đây đang vô bạn ơi. Đọc tên bạn ơi. Đây đang vô chưa vô. Chơi chế độ tao mới chấp đi nhá. Chế độ đó chơi làm sao? Chưa chơi lần nào luôn. Chế độ đi. Tao vừa top 1 rồi đấy, chơi thì bạn sẽ được tiên top 1 luôn. Mái cà lồn, tao mới xem mày chạy xe mày chê té chết mà bro. Chạy xe té chết bro. Cái lồn gì đây? Mới xem xong luôn. Có cái lồn đi, đừng có xàm lồn. Thật. Đéo, bố mày đéo chạy xe chết. Rồi mời đi. Vừa mình top 1. Đọc tên đây bạn ơi. Mày chơi nào đây? Vì phân Rambo trừ FIFA thì đây đây tao mời cho, tao mời cho. FIFA tầm 9:40 anh em nhá. 9:40. Vô à. Vô, let's go guys. Let's go guys. Ui. Tao chơi với bắn cung. Thì mẹ tao chơi con gì nhỉ? Buổi chơi mình chơi cái con Barbarian này cũng hay mà. Thế chạy nhanh vãi lồn đi. Ừ, con nó chạy nhanh nhất mà, kiểu nó có nước nữa ấy. Con đấy đi bẹp mày lùa tích vãi lồn ra. Con này phế ở lồn đấy, nhưng mà được cánh trâu. Ơ, thằng lùn Rambo chơi con khiên kìa. DK, đổi con lên DK. Tao đang chọn mà. Chơi con gì bây giờ nhỉ? Hay là chơi đi bẹp phù gỉ đấy bà. Thôi, chơi phù gỉ đi. Robin gì? Đổi kèo sao? Đổi con dân dần sao? F8. Đổi con nào? Thì ông muốn chơi con nào? Mày chọn đi, một trong bốn con đi. Cung. Ôi địt con mẹ, mày bú lồn rồi. Cái gì vậy? Ui, nó đập mày à? Không phải lồn. Chạy đi bắn đây. Chạy đi. Ui, thằng lồn nó bắn ra nhà tao ấy. Mày đập ai? Hay. Mày đập ai chó? Tao đến đây. Địt mẹ mày.
Có thằng ra kìa, cứu luôn đi. Đây đây đây, để nó, để nó, để nó, để nó, để nó. Rồi, một chung rồi đấy, một cung mày, một cung mày. Thằng này yếu rồi, thằng này yếu rồi. Địt con mẹ à mày làm nữa. Địt con cái, con thằng pháo, con thằng pháo kìa, con thằng pháo. Đây đây đây. Mẹ đánh bạn tao. Địt con mẹ à mày. Ôi. Thằng pháo sao đứng? Tao nhá. Ném lửa. Ném lửa. Đây 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 đây. Chết bố mày cũng chơi mày. Đây rồi, nó qua nó. Mẹ à mày làm nữa. Địt con mẹ à mày. Địt mẹ à mày. Nó tự tử rồi à? Con cuốn nhím mạnh thế nhờ. Ê, đứng vào chỗ tôi được hồi máu nè. Bố ơi. Đâu đâu đâu. Đâu? Cắt kèo hít kè. Phớt này. Bị công an bắt đấy. Ui, được thế giờ. Ngọc anh em ơi, ủa, Ngọc anh em ơi. Cái ngọc nhặt ở đâu vậy? Ngọc ơi, Ngọc ơi, vứt đây Ngọc ơi. Tụi bố là ngọc tím nha. Ngọc tím của tao là ngọc ngọc. Đâu, của tao là ngọc tím. À đúng rồi, bố là ngọc ngọc xanh. Ngọc xanh. Đâu, bố là ngọc vàng. Bố ngọc vàng, tao ngọc xanh. Mày vứt hết những cái ngọc mà không phải là màu vàng. Bố. Rồi, tao vứt rồi. Ủa của tao là cái kèo hít kè. Mày là Renzo. Là bị công an bắt đây. Răng rờ đúng không? Răng rờ đúng không? Ừ. Ủa. Ê có người. Đâu. Đâu. Chứ mà tao. Đấy này. Đâu ấy. Chứ mặt. Đâu. Chạy đâu rồi? Ta đây rồi. Chạy. Ba thằng. Đâu rồi? Tao bóng lốp rồi. Chịt mẹ mày. Nó dí kìa. Tài ơi. Chém nó như mấy yếu rồi. Tôi đầy máu rồi, tôi đỡ được. Mẹ mày làm sao? Killer nhấp bảy với chúng tôi. Sau lưng. Sau lưng nha Garu. Đây, để tao, địt mẹ. Một viên cắn kèo hít kè. Ô tô đến. Một viên nữa này. Là bị công an bắt đây. Một viên nữa này. Nhóc 7. Hề con này yếu quá. Nó dừng rồi em ơi. Mày điên à mày bắn phải đầu, mày bắn một người mới mạnh chứ. Nó nhiều xe quá. Đây đến kìa. KL nhóc 7 với chúng tôi. Nó đến đây. Bắn nó luôn đó. KL nhóc 7 với chúng tôi. Hết đạn rồi. Nó bắn tao kìa. KL nhóc 7 này. KL nhóc 7 này. Ngọc này mọi người. Ủa nãy anh 7 thật anh 7. Ngọc này anh em ơi. Không. Đâu, đang để anh rồi. Em phải vô bờ cuối mới gặp anh. Ôi, chung cảnh với anh à. Còn 17. Biết chưa con Ngọc à. Thằng đó là thằng thứ 17 mà. Em còn phải giết 16 thằng nữa. Nghe sợ thế nhỉ? Ui. Ê, có con xe UAS này. Đâu, lấy đi. Lấy xe UAS đi. Ủa, thằng nào bắn tao ấy? Địt mẹ không vô à? Mày lấy xe UAS đi. Đây, chở tao với mày. Phải lồn xe dễ thương ấy. Địt mẹ xe skin tao của tao đấy. Địt mẹ PUBG làm riêng cho tao đấy. Địt mẹ đi. Nó lột gây nè. Xe này bóng chạy rồi. Ôi. Nhanh. Em ơi, let's go. Đi cô mẹ bao xa vãi lồn thề. Bắn nhấp liên tục luôn. Ui trời ơi, không rồi. Đâm luôn, đâm luôn. Trong nhà. Ôi. Đâm nó. Đâm đi. Đi con mẹ mày làm gì? Ai? Đi mẹ. Mỗi thằng à? Mày đòi bắn ai? One shot, one kill. Nó nhiều ngọc wither lắm. À, chơi nhà, chơi nhà con. Xong rồi đấy. Còn lát này. Chúng ơi. Tao lên. Ui, nó bút, nó bút năng lượng kìa. Đây, tao kê cửa sổ cho nó nhảy xuống, tao bắn cho. Nó nhảy xuống rồi sao ấy. Ui, con tao không leo được mày ơi. Nơi đâu rồi? Để biết. Đây rồi. Đâu? Đây rồi. Cắt kẹo hít kè. Hai cả lồn. Có ngọn, có kim cương này. Hai viên kim cương ở đây. Đây rồi. Mẹ vãi lồn, chém hai nhát đéo chết ạ. Mày điên à? Tao phải cover mày hiểu không? Quả đấy. Cái lồn bố mày đéo cần. Nó nốc mày, nó phơm mày sao? Đéo cần. Kệ tao đi. Được. Thế là sao kệ nhá. Ơ trên đồi núi kìa. Đâu? Núi phải. Chấm đi. Núi phải này. Đâm luôn. Chấm một này. Cao bên phải á. Đây chạy xuống. Chấm một. Gốc cây ngay đội chấm 2 nè. Thấy. Nó chạy xuống rồi. Đâm đó. Ê thằng này quy vô nha, đụng máy bắn hổ xe, chịu quá.
Trong nhà. Ui. Đâm nó vào gần ơi. Ui địt mẹ đau. Bắn đi bố. Một viên này. Ui địt con đó. Mẹ bù lồn ơi, Garu ơi. Garu sau lưng chạy đông. Ui sao tao bị chậm vậy? Bọn này biết chơi. Từ từ, 43 màu đều chết. Hai team cứ ra được nhá. Nóc 1. Tao hưu vậy. Nóc 2. Hai boy, bắn TP. Toàn năng tao bắn yếu lắm rồi đấy. Cứu anh em kìa. Cứu đi. Không sao. Chết rồi, tao sắp chết rồi. Cứu Garu kìa. Tao theo ngay cho. Cứu tao đi, mẹ mấy thằng lồn này. Tao không lồn. Hai. Con mẹ nó phải như thế anh đúng em ơi. Đúng rồi, đi mẹ em đi thế giới vãi lồn. Xem yếu vãi lồn rồi. Vãi cả lồn, hai viên cung nó đều gọi là đẳng cấp. Giàu rồi anh em ơi, hút đồ rồi. Giàu rồi. Ôi ôi, điệp mày hai phát cung, điệp mày đẳng cấp. Cho tao hit kèm ấy. Gọi là thế giới luôn. Ui. Hết rồi. Máy à. Tắt máy. Xe máy đâm bay kìa nhím. Đó rồi, đâm kìa. Mẹ cho nó dựng ghế nào. Ui mẹ mày nè, đi mẹ con mày. Còn xe nữa. Không cần. Cho tao một cục. Ê sau lưng có một thang, Không, sau lưng mình đi. Đâu. Đi cái. Thế. Láo. Mẹ mày chơi anh em tao. Mày chơi anh em tao. Đi con mẹ mày láo. Láo luôn. Kim cương này. Đây rồi, phun. Thừa một này. Chết rồi. Từ nha bố. Láo lồn. Cây heal đi, cây heal. Đây, đang heal bạn đây. Ôi, xe máy chết con này. Lên em ơi. Lên. Ê, sau lưng tôi mọi người. Cứ chạy đi. Bốn thằng ở đây. Nó bắt rồi. Tôi bắt nhiều rồi. Yếu lắm rồi. Ôi, một viên đấy. Hai bạn ơi. Rồi. Máu nè. Đây, quyết hit. Rồi. Công luôn. Đây, thấy hôm nay, đây. Dí tao. Thằng lồn kia, hai thằng nó lúc bất tử mày ơi. Ui, mày đau. Tao đang hít kem ơi. Kìa. Ôi, to mày. Còn mẹ thằng lồn nhím chạy đâu rồi. Ui. Mẹ nó chỉ bất tử quá, Con mẹ nó bắn nhanh mà lồn đi. Thằng lồn nhím cứ chạy đi đâu ấy, đi mẹ tìm đánh nhau vãi lồn trên bên này này. Mày bị điên à, bố mình đang lùa thằng lùa là gì, đi mẹ mày tìm bị lùa thì quay về đi. Hai team. Đông quá cả lồn. Đi mẹ mày điên à, thằng lồn cung nó bắn tao rồi. Ơ thằng lồn. Bái cả lồn. Mẹ mày. Cái đấy nhở. Đéo sự đồng đội là thua đấy, hiểu không? Im mẹ mồm đi. Mày im mẹ mồm. Ông chết mẹ xong rồi. Ý đi mẹ tỉ. Mày thôi đi mẹ. Ông dí củ lồn gì cả. Mày điên nó dí thì đi mẹ mày chạy thế lồn nó được. Mẹ mày cay đấy nhở. Ai cả lồn. Cay quá đi. Đáng lẽ top 1 rồi đấy. Ê! Nó chỉ tao đây tụi bay ơi! Cứu tao! Ê! Nó bị ăn lồn nó bắn rồi! Ít mà mẹ! Đánh bạn tao à! Hay! Đánh bạn tao à! Ê! Có một thằng cung ở... Cung gà bên sau lưng dưới cây à! Lồn nó cắn tôi rồi! Đánh bạn tao à! Đánh bạn tao à! Đuổi nó! Đánh bạn tao à! Đánh bạn tao! Ôi! Tao bị mù! Hai công bay như cây này. Nó đập tao nè, nó đập tao nè. Nó mô đi. Đây. Bô qua đi. Ai địt con mẹ mày sao tự cháy luôn rồi? Không, ông bị nó đập ấy, không có cháy đâu. Không cháy. À, tôi nói như cây ném chiếc lửa cho ông mà thì em ném. Cái lồn mẹ. Nó tôi tưởng đâu có cháy này, nó hồi máu. Mày điên à? Cháy ra mà. Địt con mẹ mày kêu ném chiếc lửa ăn lồn mà. Đéo hiểu luôn cái lồng mẹ nó. Mày xong rồi con trai. Cái lửa này là cái trái mà hồi máu giống như thằng gì cây. Xong rồi con trai. Xong rồi con trai à.
Hay quá bạn ơi. Xong rồi con trai. Xong rồi con trai. Xong rồi con trai ạ. Cay quá lồm anh em ạ. Con đi mẹ con với tao à? À cái con lửa, cái con lửa. Của từ tao hiu. Con của thằng Di cay nó mới có cái đó anh em ạ. Ừ. Con tao hồi máu mà. Điệt con mẹ mày cứ cầm trái lửa, tao thấy tao có trái lửa. Kéo hiểu luôn. Má chạy đi. Đi tu quá đâu. Thôi sao? Mày nghe mày. Mày. Hay quá, hay ôi, quá. Mẹ, làm sao tự tử nhà, làm sao tự tử nhà? Ờ để tự tử được. Thoát luôn. Quên. Đi, tao đặt kêu kêu. Thoát thôi. Thoát đi, thôi. Ờ thoát ra. Con mẹ mày cay tới giờ. Ui. Con đặt qua đây. Cái gì đấy? Qua 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 cứu nó kìa. Căng chỉ lại là mày. Ôi đi. Mày chơi, mày dùng ngọc tím đúng không? Ngọc tím, ngọc tím. Ui có kim cương luôn này. Nhanh đi kim cương này ấp. Ù nó bắn qua mình rồi kìa. Em ngồi chấm tao này, chiến nhau ngồi chấm tao này. Đây. Đâu bom. Ôi bắn nhau, bắn nhau. Gì cây cắn được ngon lắm á, gì cây cắn ngon lắm á. Đâu bạn ơi. Đây nè. Ôi đi mày chưa thấy đạn. Đâm nó. Chị mày. Địt mẹ mày. Chạy về chúng tôi. Phải cả lồn. Nhà cọc đi, cứu à. Chạy về chúng tôi à. Cứu hộ. Ngọc này. Chạy về chúng tôi à. Ôi thằng này khỏe nhá. Nó bắt cung mày kìa. Ôi. Let's go. Đâu. Đấy. Chơi. Địt con mẹ mày, cái thằng lồn cung này đứng lại. Hết đạn. Chạy với chúng tôi à. Địt con mẹ mày. Ơi trên đây còn một thằng nữa. Mày bắt chết rồi. Cái nhà này có người. Tao bơm thằng này trước. Đâu? Mày chơi anh em tao, con mẹ mày tới chơi số rồi con. Mày, con mẹ mày. Mày chơi anh em tao, mày chơi anh em tao. Mày chơi anh em tao, ui dịt. Mày bắt chúng người tao à? Mày. Yes, đéo hiểu luôn. Alo, tiếng Anh cao lãnh đi mẹ, nó hiểu thế lôn được. Một kill rồi. Hey guys. Đấy anh em thấy không? Mình phải chơi con pháo thủ này thì mẹ team mới hiểu mẹ được sống sót hết cả team này anh em ạ. Như thế. Hey lão cung. Cho mày. Lão cung. Hey lão cung, ăn cơm. Lão cung. Alo BD. Lão cung ăn cơm. Lão cung ăn bùi không lão cung? Đi boy anh em ơi. Cặp xanh này với cây rồi. Đây bạn ơi. Ê lầu cung. Hey lầu cung. Lầu cung. Không leo được. Lầu cung. Hey lầu cung. Shut up. Lầu cung. Hey lầu cung. Nói tiếng Anh cao lãnh thì nó hiểu thế luôn được. Lầu cung xuống cặp lẹp. Đây đéo phải tiếng Anh anh em ạ, đi đây tiếng lùn. Nó cày lắm rồi đấy. Tiếng đâu bùi sao? Lấy phớt nè. Nó tắt con mẹ mic của mày đấy bộ ạ. Nó cày lắm rồi đấy mà. Hey lầu cung. Cùng ăn cu. Lầu cung ăn cơm lầu cung. Lầu cung ơi ăn cơm. Lầu cung ơi. Lầu cung là cái lồn gì đi mẹ, đéo hiểu ạ. Lầu cung ơi. Lồn đi mẹ, biến tai mẹ lồn đi. Nó bị gay thật đấy anh em ạ. Đi mẹ. Từ nó mẹ giả vờ thì mẹ đồng bóng với thằng nhím nhưng hóa ra nó bị BD kinh hơn cả thằng lồn nhím. Lầu cung là chồng á. Ôi đi. Yeah, I love you China, I love you lầu cung. Yeah. Hello lầu cung. Lầu cung ơi. Anh đừng để nhím lấy BD á. Đúng cái này. Anh làm sao mà lấy BD được thì kiểu bằng. Má mà nãy giờ anh phụ nữ mày không chịu, đàn ông mày mới chịu gì. Ê. Anh là kiểu người có lập trường ấy hiểu không? Đàn ông mày mới chịu đúng không? China. Đàn ông mày không chịu đúng không? Phụ nữ mày không chịu đúng không? Lập trường của anh vững lắm. Mặc dù anh sống ở môi trường mẹ tim toàn BD. Bây giờ anh độ cũng bóng rồi. Cả team bây giờ ai cũng bóng hết à, nguy hiểm vãi lồn nha. Dù sống trong môi trường như thế anh phải cố gắng hiểu mẹ. Không có
không để mẹ gấu khứ già. Không để bản thân được đi mẹ sa đọa anh em yên tâm đi. Hey, Lầu Cung ơi. Lầu Cung. Nè, đi lấy thân, đi lấy thân, đi lấy thân. Lầu Cung không hia, Lầu Cung không hia baby. Không hia, không hia Lầu Cung bu si. Thế là phát bùi nha hay em. Lầu Cung. Đi mẹ nó tắt mic rồi vẫn cứ nói ạ, thì ông bô này đi mẹ mày nhây vãi lộn. Lầu Cung. Còn mẹ ám ảnh vãi lộn anh em ạ, tắt mẹ mic ôn đi. Mẹ mày nó cay lắm rồi, nó mà giết được nó giết luôn rồi. Ô, nó dừng rồi, nó dừng rồi sao kìa. Nó dừng vách đá kìa. Nó cốc nhau, nó cốc nhau hay sao. Có thằng ngay đây này, có thằng ngay đây này. Thấy. Đâm. Bên nhà có đây, cao lũ ơi. Đây, thằng lẻ này, Nắm mấy máu rồi. Mẹ mày. Con đĩ này. Con đĩ mẹ mày. Đĩ mẹ mày. Trong nhà có nha, khu nhà có kìa. Đĩ mẹ mày. Búa nè. Búa nè. Đâu rồi. Ui thằng này đầu hộp xanh nha. Bên kia. Chết mẹ mày rồi. Sao dưới cây bỏ trong nhà có này. Thằng này đây là cái thằng chạy ra này nè. À. Bâu. Rồi. Mày tới số rồi. Mày tới số rồi. 3 kill. Hay quá bạn ơi. Hay quá địt mẹ bố ơi. Chứ mặt. Come in. Ui đi. Nó chạy ra. Mày chết mẹ mày rồi. Mày chán sống rồi. Xe bị trôi nha. Đẩy mẹ mày. Thằng này có đồ ngọc. Mày tưởng mày lên là mày sống. Lên xe nó hủi kìa. Tao đỡ nó. Quất mày chết mẹ mày luôn. Quất nó. Cái cây mày phải bắn được nó thôi. Ê, tao DB nó này. Nó bắn một cái là chết tao. Cứu bạn cái. Hey, Lầu Cung. Lầu Cung có sao. Cứ đi, tao có mới rồi. Xe nó sắp nổ rồi sao ấy. Đâu rồi. Ui, xe nó sắp nổ rồi. Đâu rồi. Thằng nào nữa. Bò, anh em đi bò. Đi hào ma. Cá lùm ma. Lấy băng lâu sư qua cá lùm ma mà đi cắp chân tầm lây à. Cái tầm lâm mà có ok nha. Cái chế độ gì á, đây là chế độ võ lâm truyền kỳ em ạ. Hết xăng bánh em ơi, hết xăng. Hết xăng kìa bố ơi. Có bia, quay chấu đi, happy thôi. Từ nhà xuống xe tao quăng cục máu nha. Có máu anh em ơi, hết máu rồi. Dạ. Dừng phớt này, dừng. Cũng, da mấy dâu là số cái lâm màu à. Dạ. Để tao cứ. Cam mìa. Tao cứ nhanh. Dạ. Đi. Nó mà chết nữa thì chịu. Mau, Lầu Cung, mau. Ô, đi mẹ con xe kìa. Vui rồi. Xe sau lưng kìa. Rồi, chết rồi. Ui, tao không sắp chết mày ơi. Rồi, chạy nhanh vô bôi kìa, chết hết bây giờ. Đây, chạy nhanh hết sức rồi đấy, đi con mẹ. No. Chạy quá này, lấy máu không? Không. Hiểu liền. No. Hay quá bạn ơi. Heal này. Tôi nói bôi. Bắn nhau trên nhà kìa. Đâm. Đứng dưng ông đá bắn bôi. Đóng rồi. Nhà sau lưng mình có kìa. Đâm, mấy này trước. Đi, hiểu, lên nhà luôn. Cái gì mẹ phê à. Chết mẹ hết rồi sao ấy.
nhạc thính hình như có bất tử. Ê, nó đang nhạc thính kìa. Nó đang nhạc kìa. Không sao, tay ngán, nó có hai thằng tay ngán. Nó không có video. Có, nó có một video đấy. Trong nhà đấy, đây nó bắn mà. Ui, có ba thằng tay ngắn luôn rồi. Dạ yeah. Ôi, ba thằng là đủ rồi. Ba thằng tay ngắn đúng không? Từ từ nha. Nó có bắt tử. Đây rồi. Nó bị xe đớp kìa. Khốn nạn. Nó đuổi tao mày. Đuổi tao. Ê, ném bom tao. Cái lồn má mày. Mày chơi ngu rồi đấy, đi mày. Lồn mày em mày. Chạy cái lồn, yếu ơi. Chạy cái lồn này. Đây còn thằng này nữa, đi mẹ. Được kiểu nào chưa? Đây tao. Để tao solo. Đi tìm nó đã. Máu này nè bố ơi. Đây, đâu rồi. Hit kè. Đây này. Đâu rồi? Em biết. Mày phải đi kiếm nó chứ, biết tên lồn được. Hai cái lồn, tao hy sinh vậy, một kill nữa. Đây, tao đi lấy xe kiếm với mày nhá. Đâu rồi? Một thằng này chắc ở ngoài biển đấy sao? Mày thử chạy ngoài biển em có không? Không, đấy tao thấy. Thôi, thằng nào giết được cứ giết đi, mất công thì mà anh em chết chắc nói lắm. Cứ thấy đó thì cứ giết bắn như bình thường đi á. Thật mà cứ như bình thường đi để chân chắc chửi nhau nữa mệt lắm. Thì đi tìm nó đã. Tao giết được thì tao giết, không giết được thôi. Đâu rồi? Có mẹ mày nên trốn kỹ vai lồn hay trốn trong nhà nhỉ? Từ nhá, đủ má mày, tao tìm thấy bô ơi. Lấy xe mà tìm bô ơi. Nếu gặp đó chứ. Ê, lấy xe đi. Rồi trong nhà rồi. Ê, trước mặt tao 190, tao thấy trước, để tao. Ok. Tao là người phát hiện nhá, từ. Solo như người đàn ông đi. Thôi mày solo như người đàn ông đi, địt mẹ. 3-1 thì kiểu gì chả thắng. Ok, để tao. Đi xe máy kìa. Tao hút nó cho. Mẹ mày. Nó hút mày đấy. Mày tông ai? Cái lồn má mày. Ra hút nó đổ xe kìa. Mày đòi tông anh em tao. Điệt mẹ mày chạy đâu. Thằng lồn này nó nhây rồi. Ôi. Lồn má mày, thằng lồn này. Lồn nhây. Ai. Mày lấy xe máy em đuổi theo bố. Đây. Mẹ nó chạy ra ngoài bò chịu nhá. Đây rồi, điệt con mày. Tao bắn chết con kia. Tao không được rồi. Đi mẹ mày. Nó rơi xe rồi. Chém nó. Mày. Tay quá. Mẹ mày xứng đáng chưa? Được bạn ơi. Sao kêu? Baby. Easy game. Anh em thấy xứng đáng không? Phải làm. Anh em thấy hay, like subscribe cho mình nha. Cảm ơn anh em nhiều.